Lâm Khánh Chi dàn dựng lễ cưới như MV ca nhạc, hôn chồng kém 8 tuổi không kịp thở. Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi Phi Hùng đã có những giây phút đáng nhớ nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời. Sau lễ cưới tại nhà riêng ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu ngày 28 tháng 12 2017 vừa qua, đến chiều ngày 11 tháng 1, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đã tổ chức buổi tiệc cưới để mời bạn bè, nghệ sĩ thân thiết đến chung vui ở một trung tâm tiệc cưới tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sớm, buổi tiệc đã gây chú ý lớn khi được trang hoàng cực sang trọng với tông màu trắng làm chủ đạo cùng dàn siêu xe khủng. Được biết, kinh phí chuẩn bị cho không gian buổi tiệc này lên tới con số 1 tỷ đồng. Lâm Khánh Chi diện chiếc áo dài trắng được thiết kế riêng để mở màn buổi tiệc cưới. Ông xã kém 8 tuổi của cô Phi Hùng cũng diện áo dài trắng. Tại phần mở đầu tiệc cưới, Lâm Khánh Chi và Quý Bình đã thể hiện một ca khúc song ca được viết riêng cho nữ ca sĩ chuyển giới. Đặc biệt, phần mở đầu buổi tiệc này được dàn dựng như một MV ca nhạc. Trong đó, Quý Bình đóng vai tình cũ của Lâm Khánh Chi, thể hiện sự quyến luyến bình rịnh khi chứng kiến người yêu lên xe hoa theo chồng. Sự kết hợp ăn ý của vợ chồng Lâm Khánh Chi và Quý Bình đã khiến buổi tiệc càng thêm phần náo động. MC của tiệc cưới là Long Nhật và Trịnh Kim Chi. Phần 2 của buổi tiệc, Lâm Khánh Chi và ông xã thay trang phục cưới cùng tiến vào lễ đài trong tiếng nhạc cùng ánh nến được thắp sáng khắp lễ đường cực lãng mạn. Trên sân khấu, ông xã Lâm Khánh Chi tận tình chăm sóc cô từng chút một. Cả hai cùng bố mẹ hai bên trong giờ khắc trọng đại. Vợ chồng Lâm Khánh Chi gây chú ý khi hôn nhau liên tục, không ngừng ngại thể hiện tình cảm trước mặt đông đảo quan khách. Sau khi hoàn thành các thủ tục hôn lễ, cặp đôi vẫn tiếp tục hôn nhau ngọt ngào khiến các quan khách phải ghen tị. Khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ cưới của Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi. Minh Béo bất ngờ đến dự hôn lễ của Lâm Khánh Chi. Hơn một năm sau vụ lạm dụng tình dục trẻ em, nghệ sĩ hài mới xuất hiện. Tối 11 tháng 1 hôm nay, Minh Béo tươi cười đến chúc mừng đám cưới của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ xuất hiện kể từ sau vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại Mỹ cách đây hơn một năm. Sau khi ra tù và về nước, Minh Béo bị đồng nghiệp khán giả tẩy chay suốt thời gian dài. Minh Béo vui vẻ chụp hình kỷ niệm với cô dâu Lâm Khánh Chi. Đến dự đám cưới của ca sĩ chuyển giới còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt, trong đó có ca sĩ Vũ Hà. Diễn viên Quý Bình, bảnh bao với vest đen và sơ mi trắng, cùng hàng loạt các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác. Lâm Khánh Chi được Long Nhật hôn má trong đám cưới. Tối nay, ca sĩ chuyển giới và ông xã tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo bạn bè. Sau đám cưới tại Nha Trang, Vũng Tàu, hôm nay 11 tháng 1, vợ chồng Lâm Khánh Chi mở tiệc mừng tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Sài Gòn. Không gian sảnh đón khách được trang trí lãng mạn với hoa cẩm tú cầu. Trong ngày trọng đại, ca sĩ chuyển giới diện bộ sô rê ánh kim bồng bềnh như công chúa. Cô được chuyên gia make up lau mồ hôi trong lúc ngồi đón khách. Hai nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và Long Nhật là những vị khách đầu tiên đến dự tiệc cưới của Lâm Khánh Chi. Long Nhật còn hôn má em gái để chúc mừng hạnh phúc cho cô. Ông xã Trần Phi Hùng cũng hôn lên má vợ trước mặt các đàn anh và đàn chị. Đôi uyên ương rạng rỡ trong ngày vui. Lê Giang lần đầu lộ diện sau lùm xùm với Duy Phương cùng dàn sao Vbiz nô nức đến chúc mừng đám cưới của Lâm Khánh Chi. Hôm nay 11 tháng 1, Lâm Khánh Chi cùng chú rể Phi Hùng tiếp tục tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Chiều tối ngày 11 tháng 1, Lâm Khánh Chi tiếp tục tổ chức đám cưới với ông xã Phi Hùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cặp đôi đã tiến hành nghi thức đón dâu và đãi tiệc tại quê hương Vũng Tàu của chú rể, vô cùng hoành tráng, cùng dàn phù dâu chuyển giới xinh đẹp. Thay năm chiếc váy dài quét đất, không hề kém cạnh tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại một trung tâm hội nghị lớn, được bày trí sang trọng cùng dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz.
Ngay từ sớm, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt đến chúc mừng ngày hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ kém 8 tuổi, Phi Hùng. Sao hoa ngữ và những cuộc hôn nhân đổ vỡ vì lỗi tại bản thân. Giả Nải Lượng vì tin em trai kết nghĩa mà bị phản bội. Có thể nói điển hình cho câu nói trên chính là trường hợp của Giả Nải Lượng. Vì cho rằng đàn em Pigon và bà xã Lý Tiểu Lộ chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, chị dâu em trai mà không hay biết rằng mình đã bị cấm sừng từ lâu. Đầu năm 2018, cả làng giải trí chấn động khi Lý Tiểu Lộ bị bắt gặp qua đêm tại nhà của Pigon. Chuyện chắc sẽ không có gì đáng nói nếu như Giả Nải Lượng không livestream trực tiếp hình ảnh tại nhà và khẳng định rằng vợ đi làm tóc khi có fan hỏi Lý Tiểu Lộ đi đâu, đặc biệt sau đó không lâu trên diễn đàn mạng còn đăng tải hình ảnh Lý Tiểu Lộ và Bigon ân ái bên nhau như những cặp tình nhân thật sự. Dù bằng chứng đã rõ ràng nhưng Giả Nải Lượng lại phủ nhận mọi chuyện, anh lên tiếng bên vực Lý Tiểu Lộ và khẳng định tình anh em với Bigon, thậm chí chính nam tài tử nổi tiếng còn chia sẻ lên trang cá nhân rằng vợ mình là người trong sạch nhưng lại xóa dòng trạng thái này sau đó không lâu. Hiện tại dù đã gần 2 tuần trôi qua nhưng scandal phản bội của Lý Tiểu Lộ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô bị người đời chỉ trích vì làm xấu hình ảnh của người phụ nữ. Người ta thương cảm cho Giả Nải Lượng khi anh dành quá nhiều tình yêu cho bà xã nhưng lại chẳng nhận được bao nhiêu. Đối với chuyện vợ ngoại tình, Giả Nải Lượng chỉ buồn phiền chia sẻ: có lẽ anh chưa đủ tốt. Vương Bảo Cường vì tin bạn thân đánh mất gia đình. Vụ ngoại tình của Mã Dung, bà xã của Vương Bảo Cường và quản lý anh Tống Hy chấn động làng giải trí năm 2016. Điều đau lòng nhất đối với anh chính là người bạn thân kim quản lý và cô vợ anh rất mực yêu thương đã lừa dối anh. Bắt gian vợ ngủ với quản lý trong khách sạn, Vương Bảo Cường bàng hoàng biết được cả hai đã quay lại sau lưng anh từ khá lâu. Thậm chí Mã Dung và Tống Hy còn tẩu tán khá nhiều tài sản của nam tài tử sang cho mình mà anh không hay biết. Sau khi bị phanh phui, Mã Dung còn chỉ trích Vương Bảo Cường và đòi kiện cáo anh khi tung ảnh và tin nhắn cá nhân trên mặt báo khiến cô bị người đời chửi bới. Mã Dung nhanh chóng trở thành con ghẻ trong mắt công chúng. Cô bị cho là đánh mất hình ảnh người phụ nữ. Năm 2017, Mã Dung và Vương Bảo Cường ly hôn. Mã Dung trốn ra nước ngoài để tránh bị dư luận chỉ trích. Cuối năm ngoái, cô đưa các con trở về Trung Quốc. Cùng thời điểm này, quản lý Tống Hy bị lộ chuyện, dùng danh tiếng của Vương Bảo Cường để lừa dối nhiều cô gái muốn trở thành diễn viên. Scandal tai tiếng của Vương Bảo Cường, Mã Dung, Tống Hy ầm ĩ trên các báo một thời gian dài. Lưu Gia Linh, Tăng Thiên Hoa, từ tình bạn chia ngọt sẻ bùi thành tình địch. Trong số các câu chuyện tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân, nổi tiếng nhất có lẽ chính là mối quan hệ của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên. Khi còn là những người bạn, cả hai từng coi nhau là tri kỷ. Họ học cùng lớp và trải qua thanh xuân vui buồn bên nhau. Nhưng Tăng Hoa Thiên không ngờ người bạn thân thiết của mình lại chính là người cướp đi bạn trai cô yêu thương nhất. Thời điểm đó, Tăng Hoa Thiên và Lương Triều Vĩ được coi là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhiều người hy vọng rằng cả hai sẽ có một cái kết đẹp sau này. Nhưng đời không như là mơ, Lương Triều Vĩ và Tăng Hoa Thiên nhiều lần xảy ra cãi vã và cuối cùng chia tay. Được biết nguyên nhân thật sự của cuộc chia tay này chính là vì Lưu Gia Linh. Sau khi gặp gỡ Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ siêu lòng và bắt đầu nảy sinh quan hệ với cô. Cũng vì chuyện này mà tình bạn thân thiết của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên rạn nứt. Lưu Gia Linh bị mọi người nói xấu vì cướp người yêu của bản thân, còn Lương Triều Vĩ mang tiếng xấu không chung thủy. Sau này khi Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh đã là vợ chồng, mối quan hệ của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên cũng khá hơn trước. Tuy nhiên họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thay vì hảo tỉ muội như trước đây. Vài năm trở lại đây, nhiều lần cặp đôi Lương Lưu bị đồn ly hôn, nhưng người trong cuộc luôn dùng hình ảnh ngọt ngào bên nhau để phủ nhận mọi chuyện. Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy thân nhau từ nhỏ, đánh nhau vì Trương Bá Chi.
Từ nhỏ Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy đã là đôi bạn rất thân, cả hai lớn lên bên nhau, học cùng trường, cùng lớp, thậm chí khi lớn lên cùng gia nhập chung một công ty quản lý. Tình bạn của bộ đôi này từng được nhiều tờ báo ca ngợi là huynh đệ, nhưng sau sự xuất hiện của Trương Bá Chi, mối quan hệ của hai nam tài tử này thay đổi. Thực tế, Trương Bá Chi hiện là vợ cũ của Tạ Đình Phong, nhưng trước đó là bạn gái cũ của Trần Quán Hy. Không nhắc chắc ai cũng nhớ scandal lộ ảnh nóng, clip nóng của Trần Quán Hy trên mạng năm 2008. Điều không ai ngờ chính là sự có mặt của Trương Bá Chi trong số các người tình của tài tử tai tiếng họ Trần. Vì quá tức giận và đau lòng trước sự thật này, Tạ Đình Phong từng xông vào đánh Trần Quán Hy khi anh và Trương Bá Chi bắt gặp tài tử tai tiếng tại một khách sạn. Cũng từ đây, tình bạn gắn bó như huynh đệ của cả hai không còn. Hiện tại dù đã ly hôn với Trương Bá Chi và tái hợp với Vương Phi, nhưng không vì thế mà mối quan hệ của Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy được cải thiện. Nhiều người cho rằng mối hận năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Tạ Đình Phong. Không gian đám cưới sang trọng của Lâm Khánh Chi và ông xã tại thành phố Hồ Chí Minh. Công tác chuẩn bị cho hôn lễ của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đang được hoàn tất. Không gian đón khách được trang trí sang trọng và cầu kỳ. Rất nhiều siêu xe đắt tiền xuất hiện trước sảnh tiệc cưới của Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi và chồng cũng có mặt ở tiệc cưới để chỉ đạo công tác chuẩn bị. Lâm Khánh Chi cho biết, đúng đến giờ diễn ra hoạt động chính thức, cô sẽ xuất hiện lộng lẫy với trang phục cưới được kỳ công chuẩn bị suốt nhiều tháng qua. Nhiều siêu xe xuất hiện tại sảnh tiệc cưới. Lâm Khánh Chi và chồng có mặt tại nơi tổ chức tiệc cưới để chỉ đạo. Không gian tiệc cưới sang trọng của Lâm Khánh Chi. Ít phút sau khi xuất hiện, Lâm Khánh Chi và chồng đã kịp thay trang phục đầu tiên. Theo dự kiến, nữ ca sĩ tình cờ gặp nhau sẽ thay 6 chiếc váy cưới trong ngày hôm nay. Lâm Khánh Chi thay váy và đón những vị khách đầu tiên. Vợ chồng cô chụp ảnh kỷ niệm cùng khách mời. Ekip Nu Phước Thịnh nói gì về vụ lộ quần chip khi livestream? Quản lý nam ca sĩ xác nhận người trong clip này chính là Nu Phước Thịnh. Tuy nhiên, ekip tỏ ra khá bình thản, không ngần ngại đáp trả những người có ý xấu. Đêm 10 tháng 1, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ một clip với tiêu đề Nu Phước Thịnh lộ quần chip khi livestream. Nu là ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt ca khúc hot, nên clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. Theo clip, Nu dùng điện thoại livestream trong một căn phòng ngủ. Lúc này, nam ca sĩ mặc chiếc sơ mi trắng có khoác áo bên ngoài. Nu hào hứng chia sẻ về một sản phẩm, thì bất ngờ chiếc điện thoại rơi và vô tình quay lại hình ảnh anh không mặc quần dài, chỉ mặc nội y. Có khá nhiều lời bình luận kiểu chê cười về việc này, bên cạnh đó cũng không ít bình luận của người hâm mộ cho rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Một số khác lại có vẻ tếu táo khi nói chân Nu trắng hơn cả chân Ngọc Trinh. Trước sự việc này, sáng 11 tháng 1, Tuấn Khanh, quản lý ca sĩ Nu Phước Thịnh xác nhận clip đang lan truyền trên các trang mạng xã hội là nam ca sĩ gạt đi nước mắt. Theo Tuấn Khanh, vài ngày trước Nu đang livestream thì điện thoại ngã xuống làm lộ đôi chân nõn và cái quần trong màu đen. Nu cùng ekip đã tế nhị xóa và làm lại livestream mới rồi, thế nhưng một số người đã quay lại được clip cũ và chia sẻ. Một số nick ảo liên hệ Tuấn Khanh gửi clip này và dọa sẽ có vài trang mạng tung cho dư luận xem. Để đáp trả, chính Tuấn Khanh đã đăng tải clip này lên trang mạng cá nhân của mình.